chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Chọn Hương Ấm Thấm Vị Ngon. Em chào cô Đông. Chào Minh Châu. Cô ơi, ngày hôm nay cô cho em đổi vai trò nha. Có nghĩa là Minh Châu làm đầu bếp, còn cô thì làm MC. Cô Đông làm MC thì được, còn em thì không có làm đầu bếp được, tại em đâu có biết cái gì đâu. Ý của em á là cô cho em đổi vai trò làm khán giả. Trời đất, làm cô hết hồn. Cô tưởng Minh Châu định cạnh tranh với vị trí của cô cơ đấy. Mà sao hôm nay Minh Châu lại có ý tưởng lạ lùng vậy nhỉ? Em thấy chỉ có quý vị khán giả mới yêu cầu được cô Đông thôi mà. Chuyện nhỏ, nếu là quý vị khán giả yêu cầu cô luôn sẵn lòng. Và Minh Châu yêu cầu cô điều gì nhỉ? Tại vì em thấy trong những thời điểm cuối năm như vậy nè, ai nấy cũng đều rất là bận rộn, không có thời gian chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Ví dụ cô Đông này, em thấy cô cũng gầy đi thấy rõ, chắc là cô cũng bận rộn lắm đúng không? Em nghĩ là mình nên có những món ăn nhiều chất dinh dưỡng nè, để giúp chúng ta có dồi dào năng lượng, có thể là chúng ta sẽ đi qua được năm mới, chứ không có phải là bò qua năm mới. Đâu đến nỗi như vậy đâu. Có nghĩa là Minh Châu muốn cô giới thiệu những món ăn ngon bổ dưỡng và cung cấp nhiều calo để cho Minh Châu chiến đấu với những ngày bận rộn cuối năm, có đúng không nào? Dạ đúng rồi đó. Vậy ngày hôm nay cô giới thiệu cho em một món ngon như vậy nha. Ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ cùng với quý vị khán giả một món ngon trong tích tắc, có tên gọi cua lột xào chua ngọt. Các bạn thân mến, để thực hiện món cua lột xào chua ngọt, chúng ta cần chuẩn bị 400g cua lột sống, hành tây, cà chua, hành lá, tỏi bằm, gừng thái sợi, dầu hào cùng các gia vị thông thường, nước tương lisa, bột tẩm khô chiên giòn Aziquick vị bơ và giấm gạo nguyên chất lisa. Trước tiên, chúng ta sẽ sơ chế cua. Chúng ta sẽ loại bỏ phần phổi của cua và cắt phần mắt và miệng như thế này. Cô ơi, cô chỉ em lựa cua lột với, em không có nhiều kinh nghiệm lựa cua lột. Minh Châu và quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta đi mua cua lột, các bạn nhớ thứ nhất chúng ta phải lựa cua còn sống. Sau đó cua có màu vàng nâu như thế này. Và khi chúng ta cầm con cua lên, chúng ta cảm nhận cái độ dày và chắc của thịt cua. Và nó phải nặng nữa thì cua mới ngon. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ lựa cua lột còn sống, cầm chắc thịt và vỏ cua có màu nâu vàng. Như vậy là cua ngon đó quý vị. Sau khi chúng ta làm cua xong như thế này rồi, chúng ta nhớ là phải để cho cua thật ráo nước. Chút xíu nữa, chúng ta sẽ tẩm bột tẩm khô chiên giòn Aziquick vị bơ vào đây. Và nhớ là để thật ráo nước thì độ thẩm thấu của bột mới tốt hơn. Và khi chiên thì không bị văng mỡ ra ngoài, sẽ tránh được trường hợp chúng ta sẽ bị bỏng. Dạ đúng rồi. Hành tây chúng ta sẽ cắt múi cao. Cà chua có vị chua ngọt dịu làm cho món ăn không có bị gắt. Nhưng mà em hơi thấy lạ lạ này nha. Bây giờ cô Đông có cà chua rồi, mà một chút nữa cô Đông vẫn sử dụng giấm gạo nguyên chất lisa à? Chúng ta sử dụng giấm gạo lisa. Thứ nhất, giấm gạo lisa làm cho món ăn có vị chua thanh, không gắt. Và điều quan trọng nữa, tác dụng của giấm gạo lisa làm cho món cua của chúng ta sẽ không còn tanh nữa. Phần sơ chế chúng ta đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Tiếp theo, chúng ta sẽ lăn cua với bột tẩm khô chiên giòn Aziquick vị bơ. Khi chúng ta lăn cua, các bạn nhớ lăn cua cho đều cả trong lẫn ngoài, thì khi chúng ta chiên, cua sẽ thấm gia vị và ngon hơn. Chúng ta sẽ bắc một chảo dầu, trong khi chờ đợi dầu nóng, chúng ta sẽ hòa nước sốt. 1/2 chén nước lạnh như thế này. 1 muỗng canh đường, 1 chút muối, 2 muỗng canh dầu hào. Và các bạn cũng đừng quên, chúng ta sẽ cho giấm gạo nguyên chất lisa vào đây, 1,5 muỗng thôi. Và chúng ta cho chút xíu nước tương vào đây để cho món ăn của chúng ta có vị ngọt hơn và thơm hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cho cua vào. Đấy, Minh Châu cho thả cua vào đi. Thả từng con cua một vào cô ha. Và Minh Châu có biết khi nào thì cua chín không nhỉ? Cua thì rất là dễ mà, khi nào cua ngã sang màu gạch đẹp là chín rồi đúng không ạ? Mách cho các bạn một cái bí quyết là khi chúng ta chiên cua, khi cua có màu vàng và màu đỏ đẹp rồi, nhưng điều quan trọng nhất khi cua nó phải nổi lên trên mặt dầu, có nghĩa là chắc chắn cua của chúng ta đã chín. Và Minh Châu cùng quý vị khán giả thân mến, khi chúng ta chiên tất cả những món ăn có liên quan đến hải sản, các bạn đừng có khuấy đảo hoặc động đũa vào, tự hải sản nó ra nước, cua của chúng ta đã được rồi. Rồi, em tắt bếp nha. Tiếp theo chúng ta sẽ xào sốt. Đầu tiên chúng ta sẽ cho 2 muỗng canh dầu vào chảo. Dầu nóng chúng ta sẽ cho tỏi vào. Khi tỏi thơm các bạn nhớ cho hành tây vào, gừng thái sợi vào.
và nhớ là cho cà chua vào. Và điều quan trọng, cà chua khi kết hợp với dầu thì chúng ta sẽ giữ được toàn bộ vitamin A nằm ở trong cà chua. Bây giờ nước sốt của chúng ta đã cô đặc lại hơn lúc trước rồi, chúng ta sẽ cho cua vào. Các bạn nhớ lăn sơ một lần cua như thế này để cho cua thấm nước sốt. Cuối cùng chúng ta sẽ cho hành lá này vào. Chúng ta sẽ cho một con cua lên. Sau khi trình bày xong, chúng ta sẽ điểm thêm một chút xíu ngò trên lưng cua như thế này. Mời Minh Châu thưởng thức món ăn ngày hôm nay. Em cảm ơn cô ạ. Thơm mùi bơ, nhưng mà vẫn thoang thoảng mùi giấm gạo nguyên chất Lisa đó cô. Cua thấm sốt, nhưng mà vẫn rất là giòn. Thịt cua ngọt nè, đậm đà nè. Và giống như em nói đó, bởi vì có cái mùi thơm của bơ nè, cộng với lại cả cái mùi thơm của giấm gạo Lisa, là món ăn này ngay từ lúc mà mình nhìn thấy và ngửi là đã thấy rất là thu hút rồi. Chọn hương ấm, thấm vị ngon. Chúc quý vị sẽ hoàn thành thật tốt những dự định của mình trong năm cũ để bắt đầu một năm mới thành công hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và đừng quên gửi thư về cho chúng tôi ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Còn bây giờ, một lần nữa em cảm ơn cô Đông và xin chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả.